Chiều ngày 4 tháng 4, thông tin từ đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5, phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, mấy ngày qua, đơn vị này liên tục nhận được phản ánh về việc nhiều ô tô lưu thông trên đường cao tốc Cam lộ La Sơn gặp sự cố về lốp xe. Ngày sáng ngày 4 tháng 4, một ô tô 5 chỗ ngồi đang chạy theo hướng Nam, Bắc trên đường cao tốc Cam lộ La Sơn khi đến đoạn thuộc địa phận thành phố Huế thì xảy ra tai nạn. Qua kiểm tra ban đầu, lốp xe bên phải của ô tô này bị nổ, khiến tài xế mất lái, đâm xuống rãnh thoát nước bên đường. Rất may là vụ tai nạn không có thiệt hại về người, chiếc xe gặp nạn bị hư hỏng nặng. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5 nhận định, nguyên nhân phương tiện nổ lốp có thể do thời tiết tại khu vực đường cao tốc Cam lộ La Sơn đi qua mấy ngày nay xảy ra nắng nóng gay gắt. Thời điểm từ 10 giờ đến 13 giờ ngày 4 tháng 4, nhiệt độ mặt đường cao tốc Cam lộ La Sơn lên đến 63 độ C. Bên cạnh đó, khi lưu thông với quãng đường dài trên tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn không có điểm dừng nghỉ, nên lốp ô tô không chịu được độ nóng của mặt đường, nên nguy cơ nổ lốp càng gia tăng. Hiện cơ quan chức năng chưa thể đưa ra kết luận nguyên nhân chính xác về việc các ô tô liên tục nổ lốp trên tuyến đường này. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5 đã bố trí 3 tổ cảnh sát giao thông thường xuyên túc trực dọc đường cao tốc Cam lộ La Sơn để xử lý nhanh các sự cố xảy ra. Trong trường hợp gặp sự cố khẩn cấp trên tuyến, các tài xế cần gọi ngay đến số điện thoại 0949 050 508 để nhận được sự trợ giúp của lực lượng cảnh sát giao thông.